Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một căn nhà cấp 4 rất là đẹp luôn nha. Đó, sơn màu này là rất là nổi luôn nè. Đó. Thì đây là căn nhà cần bán ha. Thì căn nhà cấp 4 kiểu mái Thái, cửa 4 cánh gắn kiến cường lực ha. Căn nhà thiết kế bên trong đèn đuốc đồ rất là sang trọng luôn. Thì căn nhà đang quay về hướng Tây nha. Thì căn nhà này một phòng khách, hai phòng ngủ và một không gian bếp, hai một nhà tắm và một không gian nhà bếp luôn. Đây có cái phòng này, phòng riêng luôn nè. Thì diện tích bề ngang 4, dài 11 mét mấy. Pháp lý là thổ cư hoàn công nha, đã hoàn công luôn. Thì đây là không gian của căn nhà đó. Mời quý cô chú anh chị em vô tham quan tham khảo ha. Thì căn nhà này phòng khách rất là rộng rãi luôn nè đó. Này để bộ ghế sofa rất là rộng, gãi rồi xe đậu đồ ok luôn ha. Đó. Rất là màu sắc rất là đẹp luôn, pha màu đủ thứ màu vô trong đây luôn ha. Căn nhà này là rất đẹp, đường trước nhà hiện thời là đường đường này là đường 5m nha, xe ô tô về tới cửa nhà nha. Thì cách đường Nguyễn Văn Linh đâu đó tầm khoảng chừng 50m là chúng ta sẽ tới đường Nguyễn Văn Linh nè, cặp với đường 40m luôn. Nhà này là bao ba không nha, không dính quy hoạch, không tranh chấp, không gì hết ha. Hỗ trợ dây ngân hàng luôn, căn nhà khá là lý tưởng. Căn nhà này hỗ trợ dây ngân hàng là 1.2 tỷ luôn nha. Giá bán căn nhà này là 1.690 tỷ thì sẽ sở hữu được một căn nhà khá là lý tưởng, rộng rãi, thoải mái, quá tuyệt vời luôn. Đây sẽ quay cho quý cô chú anh chị em mình xem. Đây là cái nhà tắm riêng luôn nha, toilet riêng luôn. Đây là cái nhà tắm cũng rất là rộng rãi, thoải mái không, gắn gạch từ dưới lên trên khoảng 2m. Đó, trên trần thì đóng trần thạch cao, đèn đuốc màu mè rất là đẹp luôn ha. Thấy chưa, chớp luôn. Đó, đèn vàng bên sơn vàng, bên sơn trắng, đèn gạch phối hợp màu quá chừng luôn. Còn bên đây là nhà vệ sinh nha. Đấy, cái bên là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh riêng luôn. Đó, dữ dằn không. Rồi căn nhà này thì vô có hai phòng ngủ nè. Đây gạch thì màu rất đẹp không. Đó, phối hợp căn nhà này là màu rất đẹp đó. Đây là trong căn phòng ngủ. Đó, phòng ngủ có bức tranh đẹp ghê không, hai con phụng luôn, hai con công. Đó, phòng ngủ có lấy ánh sáng ngoài vô luôn. Rồi kế đây là một phòng ngủ nữa, là hai phòng ngủ thoải mái này. Hai chồng một đứa con ở là quá tuyệt vời luôn. Căn nhà diện tích 1.4m, dài 11m, pháp lý là thổ cư đã hoàn công. Giá bán 1.690 tỷ, hỗ trợ mua dây ngân hàng 1.2 tỷ. Đây là không gian của sàn bếp nước nè ha, rửa chén đồ nè ha, tủ để đồ nè. Đó, tủ để đồ luôn, tủ kiến để đồ bên trên. Đó, quá tuyệt vời. Thì với cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi xem nhà. Còn nếu vừa ý thì trực tiếp mình mua bán, thương lượng trực tiếp với chủ nhà ha. Đây là căn nhà khá là lý tưởng, cách đường Nguyễn Văn Linh khoảng một chừng rất là gần, cách chợ Bà Bộ đâu đó tầm khoảng 800-900m là chúng ta sẽ tới chợ Bà Bộ rồi. Đi ra Đại học Y Dược thì nó khoảng chừng hơn một cây số chút xíu là chúng ta sẽ tới Đại học Y Dược, khoảng 1.5 cây số, gần 2 cây số thì tới Đại học Y Dược. Còn bệnh viện Đa khoa Trung ương ha, bệnh viện Phương Châu rồi thì nó cũng gần ha, khoảng 2.5 cây số là đầy đủ tiện ích luôn. Chợ Bà Bộ thì chừng 1 cây số là chúng ta sẽ tới chợ Bà Bộ. Đây là căn nhà quay về hướng Tây nha, khá là lý tưởng cho quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu ha. Đây là hướng trước nhà, vòng vòng đây thì nhà cửa rất là đông đúc luôn. Đó, nhà thì kẹo nẻo hết trơn. Đó, vòng vòng nhà kẹo nẻo hết trơn đó không. Đường trước nhà là đường ô tô nè.
vừa tới nhà được, nhà cửa đông đúc luôn, thích 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 với nhau. Đây thì dòm ra ngoài đây là thấy cái đường Nguyễn Văn Linh này đó. Này thì chạy qua chợ Phú Thọ cũng sát bên, thì căn nhà này là thuộc khu vực Bình Phó A, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha. Có số nhà đầy đủ luôn, căn nhà tuyệt vời. Đây là một cái phòng riêng, cũng làm cái phòng riêng ngủ cũng được luôn nè. Đó, có cửa riêng rồi cho thấy không đó. Không gian căn nhà rất là rộng rãi, thoải mái. Nhà cửa xung quanh thì rất đông đúc, đi ra chợ Phú Thọ cũng rất gần, ra chợ Bà Bộ cũng rất gần luôn. Ra trung tâm thành phố Cần Thơ nó chỉ 3 km là chúng ta sẽ ra tới trung tâm thành phố Cần Thơ rồi. Đó, nhà cửa kính mít hết trơn. Rồi, xin chào và hẹn lại những video sau. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều.